Xin chào các bạn, mình là Sương Mai và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Thật ra thì mình cũng đã có một video nói về một khía cạnh trong tác phẩm này, đó là hạnh phúc của người đàn bà hàng chài. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cách tổng quan hơn về tác phẩm này. Mình sẽ cố gắng là tóm tắt một cách ngắn gọn những cái ý chính quan trọng để các bạn có thể phân tích và hiểu hơn về tác phẩm. Nếu như mà có đề bài nào cụ thể liên quan đến tác phẩm, hoặc có chi tiết nào các bạn chưa hiểu, hoặc là có điều gì đó các bạn nghĩ rằng là các bạn muốn chúng ta có thể trao đổi thêm với nhau, thì các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này để bọn mình cùng trò chuyện thêm với nhau nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Đầu tiên thì nói một chút ngắn gọn về nhà văn Nguyễn Minh Châu. Thì Nguyễn Minh Châu là một trong số những nhà văn được xem là nhà văn mở đường tài hoa và tinh anh nhất. Tại sao lại gọi ông là người mở đường? Là bởi vì Nguyễn Minh Châu đã đi tiên phong cho rất nhiều những cái câu chuyện mà ở thời điểm đó chưa nhiều người dám lên tiếng, chưa nhiều người dám đề cập và cũng chưa có nhiều người theo đuổi những cái đề tài như vậy. Ông thường không ngừng trăn trở về số phận của con người, về thân phận của nhân dân và về trách nhiệm của nhà văn, của người cầm bút, phải luôn thiết tha để truy tìm những hạt ngọc ẩn giấu nơi bể sâu của tâm hồn. Đó là lý do mà các bạn sẽ thấy là Nguyễn Minh Châu viết về con người sâu sắc vô cùng. Ông có thể viết về những con người ở dưới đáy cùng xã hội. Ông có thể viết về những con người mà chịu rất là nhiều những cái khó khăn, những cái vất vả, thậm chí là chịu sự đày đọa của cuộc sống. Ông có thể viết về những con người đã từng lầm đường lạc lối. Thế nhưng mà qua cái ngòi bút của mình và qua cái tình huống mà ông đặt nhân vật vào, thì luôn luôn Nguyễn Minh Châu sẽ đưa cho chúng ta những cái nét đẹp ở bên trong tâm hồn nhân vật, để từ đó chúng ta nhận ra rằng là con người không ai hoàn hảo. Và cũng chính vì như thế nên không có ai xấu xa mọi phần. Tất cả chúng ta đều có những điểm đẹp và đều có những phần thật xấu xí. Và cái nhiệm vụ của người viết trong cái suy nghĩ của Nguyễn Minh Châu có lẽ là tìm kiếm và nhặt nhạnh những cái viên ngọc ẩn giấu đằng sau những cái vẻ bề ngoài có thể là rất là thô ráp, thô kệch và xấu xí của con người. Điều này thì chúng ta cũng đã từng được tiếp cận một chút trong tác phẩm Bến Quê mà các bạn học năm lớp 9. Và đối với chương trình lớp 12 thì tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa cũng là một tác phẩm đã thể hiện rất xuất sắc điều này qua ngòi bút sâu sắc và đậm chất triết lý của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Với Chiếc thuyền ngoài xa thì có lẽ là chúng ta sẽ đi vào hai nhân vật chính quan trọng nhất, đó chính là Phùng và người đàn bà hàng chài. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói về Phùng. Phùng là một người nghệ sĩ. Đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta phải ghi nhớ. Phùng là một nhiếp ảnh gia và anh là người mà say mê nghệ thuật vô cùng. Các bạn sẽ thấy là người đi chụp ảnh và người làm nghệ thuật cũng có rất nhiều kiểu khác nhau. Có người rất đam mê, có người đam mê vừa vừa, có người thì chỉ sử dụng hoàn toàn kỹ năng của mình chứ chưa chắc đã sử dụng cái đam mê và cái cảm xúc của mình trong tác phẩm. Nhưng mà Phùng thì là một người say mê thực sự. Thế nên là anh không chụp qua loa, anh không chụp chớt quốt, anh không làm cho xong một cái công việc gì đó, bởi vì anh biết rằng là mình phải đặt cái tâm của mình vào đó, mình phải đặt cái góc nhìn nghệ thuật của mình vào đó, mình phải phát hiện ra một cái chân lý nghệ thuật trong cái tác phẩm mà mình lựa chọn, mà mình chụp. Thế nên là anh rất là cẩn thận trong cái việc tìm kiếm cái vẻ đẹp nghệ thuật đó ở cuộc đời. Và Phùng đã tìm thấy. Phùng tìm thấy gì? Phùng tìm thấy một cảnh đắt trời cho. Đó là gì? Đó là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ, như là anh tự nhận xét. Đó là một vẻ đẹp đơn giản và toàn bích vô cùng. Đó là một cảnh tượng kỳ diệu của thiên nhiên và của cuộc sống khi nhìn từ xa. Và khi mà bắt gặp cái đẹp đấy, chúng ta cảm nhận được thêm một nghệ sĩ ngay lập tức, bởi vì anh bối rối. Anh bối rối trước cái đẹp. Một người yêu cái đẹp đến nhường nào thì mới có thể bối rối được trước cái đẹp như thế. Trong trái tim như có cái gì đó bóp thắt vào. Đó là cái cảm xúc thực sự của người nghệ sĩ. Anh nhận ra rằng bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Các bạn nhớ cái cụm này, bởi vì sao? Bởi vì sau đó chính cái suy nghĩ này của Phùng đã có sự thay đổi. Cái suy nghĩ của Phùng ở thời điểm này là gì? Bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Bởi vì sao? Bởi vì đạo đức là cái giá trị cốt lõi nhất của con người. Đạo đức là cái nền tảng cho cái sự phát triển của xã hội. Và có được, tức là nó là cái thước đo chính xác nhất để nói về giá trị của một con người. Và ở thời điểm đó, khi mà quá ngưỡng mộ và quá ngưỡng vọng trước cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của tạo hóa đó, thì Phùng nghĩ rằng là bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Cái đẹp như vậy thì chắc chắn là nó phải hoàn mỹ. Cái đẹp như vậy thì chắc chắn nó không thể nào mà xấu xí được. Cái đẹp như vậy thì chắc chắn là không còn một cái sự thật nào để khám phá nữa, bởi vì nó đã quá là trọn vẹn rồi. Đó là suy nghĩ của Phùng lúc đó. Và lúc này đây thì anh đạt được đến cái trọn vẹn của niềm hạnh phúc của một người nghệ sĩ khi mà bắt gặp cái đẹp. Và anh cũng nhận ra được cái vai trò thực sự của nghệ thuật. Đó là thức tỉnh trái tim của con người. Đó là đem con người
chạm đến được những cái giới hạn của cuộc sống. Và các bạn cũng đừng quên một điều, đó là Phùng cũng là nhân vật điểm nhìn của tác phẩm này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái câu chuyện này được nhìn qua cái lăng kính của Phùng. Câu chuyện này được nhìn qua cái sự yêu cái đẹp của Phùng. Câu chuyện này được nhìn qua cái tâm hồn nghệ thuật của Phùng. Câu chuyện này được nhìn qua cái con mắt đầy nghệ sĩ của Phùng. Và chính vì thế mà ở một khía cạnh nào đó, những người đọc như chúng ta cũng sẽ đồng cảm được với cái góc nhìn đấy và đặt mình vào cái vị trí của Phùng để nhận xét những cái sự việc diễn ra sau đó. Và cũng chính vì thế, thế nên là chúng ta cũng sẽ ngỡ ngàng như Phùng khi phát hiện ra sự thật về cái bức tranh cuộc sống đầy nghịch lý đằng sau cái vẻ đẹp tưởng chừng hoàn mỹ, tuyệt bích và không có gì để chê trách ấy. Chính từ chỉ chiếc thuyền đẹp đẽ ngoài xa ấy, thì Phùng nhận thấy, thứ nhất là hình ảnh của một người đàn bà thô kệch, xấu xí, mặt đầy mỏi mệt bước ra với một lão chồng với tấm lưng rộng, mái tóc tổ quạ, đôi mắt độc dữ. Các bạn thấy là tất cả những cái tính từ để miêu tả lúc này, nó đều là những cái tính từ mạnh và nó thể hiện rất rõ cái sự thô kệch và xấu xí của con người. Nhưng lại được bước ra từ một cái cảnh đắt trời cho, một cái cảnh đẹp mà đến mức đạo đức như là Phùng đã nhận xét. Và ngay lúc này đây, cái sự xấu xí đấy nó chưa dừng lại, nó mới chỉ là cái bên ngoài thôi. Và cái hành động là gì? Đó là lão chồng dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà, vừa đánh vừa nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ và đau đớn. Trong khi ấy thì người đàn bà chỉ cam chịu, không kêu van, không chống trả và không chạy trốn. Và lúc này, nếu như ở trước ấy, thì Phùng cũng ngỡ ngàng vô cùng để nhận ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức, thì đến đoạn này ấy, nó không chỉ là sự ngỡ ngàng nữa, nó là một cái cảm giác kinh ngạc đến mức mà trong mấy phút đầu tôi cứ đứng há hốc mồm ra mà nhìn. Phùng ngỡ ngàng nhận ra rằng là bản chất thực sự của cái đẹp mà anh vừa mới có được ấy, nó có phải là đạo đức hay không? Không, không có cái đạo đức nào lại xấu xí như thế, không có cái đạo đức nào lại thô kệch như thế, không có cái đạo đức nào lại độc ác và tàn nhẫn đến như vậy, không có cái đạo đức nào làm cho chúng ta kinh ngạc đến mức há hốc mồm ra mà nhìn mà không biết là phải làm gì nữa. Và ngay lúc đó thì Phùng nhận ra rằng là, tức là đương nhiên là chưa quá rõ ràng, nhưng Phùng dần dần nhận ra được rằng là cái đẹp bên ngoài và cái bản chất thực sự bên trong ấy, đôi khi nó không đồng nhất với nhau. Và cái đẹp chắc chắn rồi không có nghĩa là đạo đức, bởi vì đạo đức nó phải nằm ở trong chính con người, mà con người đôi khi lại xuất hiện với những cái gì đấy xấu xí vô cùng. Và sau đó thì đến cái cảnh mà ở tòa án ấy, thì chúng ta được tiếp cận nhiều hơn với người đàn bà hàng chài và chúng ta bắt đầu được hiểu được rõ hơn về tâm lý của mụ. Các bạn sẽ thấy là cái lúc đầu ấy thì mụ bước vào tòa án với một cái thái độ mà rất là khép nép, rất là e sợ. Cái điều này đúng thôi, bởi vì cái khung cảnh này nó quá là xa lạ với mụ. Mụ là một người lao động bình thường, bình thường mụ không quen với cái khung cảnh văn phòng, khung cảnh bàn giấy, khung cảnh trang nghiêm và lịch sự như vậy. Mụ không quen với cái việc là người ta đang đặt ra những cái câu hỏi để mà giúp đỡ mụ. Mụ chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Chính vì thế lúc đầu mụ rất là nài nỉ và rất là van xin. Mụ van xin Phùng vào đầu, đấy là gì? Đấy là đừng bắt con bỏ nó. Tại sao? Bởi vì theo người đàn bà hàng trái, thứ nhất, người đàn ông bản chất vốn không phải là kẻ vũ phu, độc ác, mà anh ta chỉ là nạn nhân của cuộc sống đói khổ mà thôi. Anh ta làm những cái hành động như vậy là bởi vì cuộc sống dồn ép anh ta đến đường cùng và anh ta không có một cách nào khác để có thể sẻ chia được cái gánh nặng cuộc sống ngoài việc đó. Và đấy là ở góc nhìn của mụ ấy, thì mụ nói như vậy. Và một cái nữa, đấy là bản thân người đàn bà hàng chài là người làm ở trên biển. Thế nên là chị không thể nào một mình nuôi nấng trên dưới 10 đứa con. Và những cái lúc mà biển động thì bắt buộc cần phải có một người đàn ông trên thuyền, nếu không thì không ai có thể chống đỡ được. Và lại một cái cớ nữa của người đàn bà, đó là trên thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái vui vẻ và hòa thuận với nhau. Cái hạnh phúc này với nhiều người có thể nói là thật khó để có thể hiểu được. Tại sao có thể chấp nhận như thế? Tại sao có thể chấp nhận một vài khoảnh khắc hạnh phúc để đổi lấy những cái 5 ngày một trận nặng, 3 ngày một trận nhẹ như vậy? Tại sao? Tại sao con người ta lại có thể làm được như vậy? Và ở đây thì các bạn cũng sẽ nhận thấy là cái lý do lớn hơn nữa của mụ, đấy là chỉ cần nhìn thấy các con được ăn no là tôi mãn nguyện, là tôi hạnh phúc. Lúc này thì các bạn sẽ thấy là cái hạnh phúc và cái đích đến mà người đàn bà đặt ra cho bản thân ấy, không phải là hạnh phúc của một người vợ, mà là hạnh phúc của một người mẹ. Không phải là hạnh phúc của một người phụ nữ, mà là hạnh phúc của một người mẹ dành cho những đứa con của mình. Mụ đã đặt cái trọng trách
Và cái niềm hạnh phúc của một người mẹ lên trên tất cả. Chính vì thế nên mụ có thể chấp nhận mọi thứ, mụ có thể tha thứ cho mọi điều, chỉ cần là đánh đổi đến cái việc là các con của mụ được ăn no. Và các bạn cũng sẽ thấy là người đàn bà hàng trài chính là hiện thân cho kiếp người bất hạnh và bị chính cái đói, cái khổ và số phận đen đủi dồn đến tận chân tường. Thế nhưng mà đồng thời ở cái khoảnh khắc đấy và ở trong cái hôm đó thì mụ lại là người mà khiến cho Phùng và Đầu nhận ra rằng là mụ cũng đem tới cho chúng ta những cái bài học sâu sắc về sự trải nghiệm. Bởi vì mụ cũng là người có cái điều mà chúng ta phải học. Đó gì? Đó là gì? Đó là sự hy sinh, đó là lòng vị tha, và đó là cái sự trải nghiệm đầy sâu sắc. Và các bạn sẽ thấy là Phùng và Đầu giống chúng ta ấy, lúc đầu cũng giận dữ và bất bình vô cùng. Thế nhưng mà sau khi mà nghe mụ chia sẻ và giải bày thì lúc ấy Phùng và Đầu trong lòng như là có cái gì đó vỡ ra. Lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng là có thể là chúng ta đang nhìn cuộc sống quá một chiều. Chúng ta nghĩ rằng là phải như thế này, phải như thế kia thì mới là hạnh phúc. Nhưng không, với mỗi người thì hạnh phúc một khác. Mỗi người sẽ có một cái sự lựa chọn khác nhau. Cái số phận của mỗi người, cái hoàn cảnh riêng của mỗi người sẽ đưa đẩy chúng ta đến cái sự lựa chọn khác và sẽ khiến cho chúng ta có một cái mục đích và hạnh phúc khác trong cái cuộc sống của mình. Đấy là điều mà chúng ta không thể nào mà đánh đồng cho tất cả được. Và đó cũng là điều mà chúng ta không thể hiểu được ở mụ, bởi vì hạnh phúc với chúng ta khác, nhưng hạnh phúc với mụ lại khác. Nếu bây giờ bắt mụ bỏ chồng thì mụ còn thậm chí không được hạnh phúc nữa. Thế nên là mụ lựa chọn một cái cuộc sống như vậy mà thôi. Và mụ cố gắng bảo vệ các con mụ bằng mọi cách, giống như là cái cách mà mụ đã làm với thằng bé Phát, là gửi nó đi để mà nó không phải chịu chứng kiến những cái cảnh đó và để nó không xảy ra những cái mâu thuẫn của giữa hai bố con. Thế nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đấy là bản thân mình ấy, cảm thấy là đúng, mình đúng là chúng ta không thể nhìn cuộc sống một chiều, và chúng ta không phải là mụ nên không thể hiểu được vì sao mụ làm như thế một cách trọn vẹn. Thế nhưng mà có lẽ là cũng đã đến lúc mà chúng ta nên xem lại về cái việc đấy, là cái sự cam chịu và nhẫn nhục của người phụ nữ Việt Nam ấy có phải là một cái phẩm chất tốt và đáng được ca ngợi hay không. Đúng là họ phải hy sinh rất nhiều, đúng là họ phải cam chịu và nhẫn nhục rất nhiều. Thế nhưng mà nếu như mà họ cứ duy trì như vậy mãi thì làm sao họ có được cái hạnh phúc thật sự? Tại sao chúng ta không hướng tới một cái việc đấy là chúng ta hy sinh vì nhau nhưng chúng ta không phải cam chịu và nhẫn nhục vì nhau? Vì sao chúng ta không cố gắng là chúng ta cùng chia sẻ cái gánh nặng đấy bằng một cách khác? Vì sao chúng ta không đối thoại với nhau? Vì sao chúng ta không chia sẻ với nhau bằng cách chuyện trò, bằng cách an ủi, bằng cách động viên, thay vì việc dùng vũ lực để làm điều đó? Đương nhiên là Nguyễn Minh Châu không khuyến khích chúng ta làm vậy, bởi vì ở cái giai đoạn này ông viết để cho chúng ta thấy rằng là sự thật đang là như thế đấy. Và sự thật nó xấu xí vô cùng. Có những cái niềm hạnh phúc thô kệch đến như vậy, và rõ ràng là chúng ta phải tìm cách hoàn thiện nó, chứ không phải là chúng ta chấp nhận nó để sau này chúng ta cũng sẽ như vậy, để bây giờ chúng ta cũng sẽ cam chịu như thế. Và đây cũng là một tác phẩm mà theo mình thì nó rất là có tính thời đại, bởi vì cho đến thời điểm này thì có lẽ là vẫn còn những nơi và vẫn còn những cái gia đình mà người phụ nữ họ chấp nhận cái chuyện đấy, để vì con, vì chồng, vì cái bộ mặt của gia đình. Mình không nói là họ phải đứng dậy rồi làm những cái gì đó quá là lớn lao hay là phản kháng lại, không. Mà mình chỉ nghĩ rằng là đã đến lúc chúng ta nên tôn trọng nhau đủ lớn và tôn trọng chính bản thân mình trước khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể hy sinh vì ai đó. Tại sao chúng ta không yêu chính bản thân mình trước và tôn trọng chính bản thân mình trước? Mình nghĩ rằng là như vậy. Và đấy chỉ là một cái suy nghĩ mà mình nói thêm thôi. Nó rất là cá nhân nhá. Còn ở đây thì các bạn có thể phân tích được như khái quát như vừa trên rồi, như ở trên thì mình nghĩ rằng là đã khá là đầy đủ để các bạn có thể hình dung một cách cơ bản về tác phẩm này. Và cuối cùng ấy, thì đấy, cái điều quan trọng nhất ở đây là gì? Là đây là một cái tác phẩm mà nó nói rất rõ về cái mối quan hệ giữa hiện thực và nghệ thuật. Chúng ta không thể đánh đồng hiện thực và nghệ thuật. Chúng ta cũng không thể tách rời hai khái niệm này. Người nghệ sĩ không phải chỉ theo đuổi những cái đẹp vu vơ, xa vời, vĩ đại để rồi bỏ quên những cái sự thật trần trụi đằng sau những cái đẹp đó. Người nghệ sĩ phải là người phản ánh được sự thật. Người nghệ sĩ phải là người kể được về sự thật. Người nghệ sĩ phải là người dùng ngòi bút của mình để tái hiện được sự thật, chứ không phải chỉ là người đi tìm những cái vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, hoặc là tìm cách che đậy đi cái sự thật xấu xí bên trong. Thì
đấy là cũng là một cái thông điệp rất hay mà Nguyễn Minh Châu đã để được cho những người nghệ sĩ ở giai đoạn đó, cho những người viết, kể cả chúng ta bây giờ. Đấy là những cái ý mà mình nghĩ rằng là quan trọng nhất để có thể khái quát được về tác phẩm này. Nếu như mà các bạn còn gì khó hiểu thì các bạn có thể để lại bình luận thêm để chúng ta cùng trao đổi với nhau nhé. Bởi vì nếu như mà nói về tất cả và nói kỹ về từng chi tiết thì nó sẽ rất là dài. Thế nên là mình sẽ chia sẻ khái quát để các bạn hình dung được tổng thể về tác phẩm này thôi. Và sắp tới mình cũng sẽ cố gắng là làm đều và làm nhiều tác phẩm hơn nữa để đồng hành với các bạn. Nên là các bạn hãy cho mình biết là những video này có ích với các bạn. Và cũng hãy cho mình biết là các bạn muốn mình chia sẻ thêm về điều gì nhé. Bye bye, cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Sương Mai trong video này.